Ông quên chụp. Ông chấm rộng cho đẹp và cả một tòa cái tầm lạc ca nó tệ phí sạm lạc ca. Nó sạm lạc ca là thằng ngày ni. Ông nhầm đẹp phơi sạm lạc ca sẽ đập đầy lại tục sậu với tình yên nâng chất sản lạc cầm. Rồi bắt đầu mình đang rọt vào nơi dùm môn bí rút. Nó bẹp phòn nâng ông hẹt ca chanh bọt bình chi phía phía. Hay nâng bắt đầu phơi sạm lạc ca sẽ đập tục khai cầm xã xây phí thi xí đề bởi dũ. Bông bày rồi hạ sơ bùn bẹp phòn nâng lúc này sai câu vị thí là đi cam vì thành phẩm vật tâm miên áo vật tâm miên phía ký nâng bậc cô để ông nhầm đẹp có hành chơi nhà chùa rùm được nông cây tâm nào cá xăm là cá ngày này xong cục lục vị thiến xâm lạp xăm là cá được ngày này làm chí cắt xong co khinh thả cục phía ký tiếng ơ nơi rừng đầy này miên vật tâm miên đòi lại lục nôn chí miên vật tâm miên nơi bần tục không luôn khẳng cao xa xăm là cá này đại lục sna sông lẽ băng sắt miền vật miền đại toa bị bẩn tốp sạm nà cá nơi ngày nỉ đi khất lẽ băng sắt rồi bỏ lục nôn chi ban bạc cô đọc làm chi rụi hòi hay đam đằng rọ bạ về ní đại trơ mộc thay riệp rọ âm pi tục sau về tình ní nâng than thiệt chia sna cam bẩn to bẩn chọc nơi ngày nỉ cứ lục sậy ngày chát lục sậy nâng bọc lực ông ca tpo lục bôn lầm húa miền vật miền rụi hòi được nâng bẩn tốp sạm nà cá nỉ hay đam đằng rọ bạ về ní bẩn to miền rạ sinh niêm pi tccp đọc học sập làm bầy nằm đằng rụp đi miền vật miền nơi bẩn tục rong chám ca có hai vị ông chân nhung rẻ hơi sạ say đặt trơ một loạt dịch khay cam bẩn toa pi bẩn chóc ca sắp đây thay điệp rọ âm pi tục sau quyết ní ở bọ nằm đằng rọp tạ về ní miền ra hà sinh niêm pi thi si w bẩm bay rơi hà sập làm buồn sạ say rụp ní ban bẩn chẹt hà tam sa mặt tiếp đại cọt ạt đắng cứ cọt mình miền tầm nẹt tầm nóng nhiệt lò hết rư nhiệt phun chim bôi đằng chân chọt chao chẳng pi rụp cứ lộ nuôn chía nâng lộ kia sầm phón rư phía kỳ đàm đằng rọt bạ về ni nà muối đại tập ban tập tu scon được nông rừng đây nỉ tề xã xây rục ni nâng thua sầm bọt nở bẹp rắc ni môn nâng châu mọc đào khay cam nở chụp phun mọc on cho nông rẻ sầm ao con lộ tiền rồi ao con lúc này sai câu vật thí chia được bốn ni ao nhầm rẻ sầm rạch để sầm nào sông nó bỏ chuẩn chập chọn nuôn chía chỉ muốn sắn ao nhầm rẻ ban tập tu lịch khất sầm lẽ bằng sứt châu rùm sạm nà cả đại to là con ông một tục sạm nà cả ni nó bỏ chuẩn chập chọn nuôn chía cho thằng ai tìm phải pram khay tô la cho năm bị bọn đập vào muối ไป บ้าน บ่เกียถาได้กอดมีปัญหาสุขภาพชื่อกบาลชื่อจึงแก้มันอ้ายอังกุยอยู่บ้านมันอ้ายพิจองอารมณ์บ้านอยู่นึงนําไปมีลัตภิพโจรวมสํานักงานในทางข้างมุกก็มีประสิทธิภาพรวมทั้งแล้วบังสิทธิ์โจรวมนึงมีวัตถุมีได้ปตอลในขนมตุบสํานักงานในทางที่มาไผปรําไผตุลาឆ្នាំ 2026 បានកត់ធំគាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនធានថ្ងៃនេះថាមានអាការៈជាចុករួយចង្កេះពិសេសនៅពេលអង្គុយយូរនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអញ្ញម្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនធាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីបន្ទុកថាត់ក្រោមសារសម្ណការនេះបែរលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានប៉ែ 65 ដែលបានតាំងមានឱកាសសួរដេញដោលដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីនេះបន្តទៀតហើយនៅមានពេលកាលពីម្សិលមិញគឺខ្ញុំបានសួរសំណួរនឹងទៅដល់ពេលអ្នកស្រីបានរៀបការពេលរៀបការហើយបានគេឲ្យទៅស្នាក់នៅខ្ទមមួយថាតើអ្វីដែលអ្នកស្រីបានទៅស្នាក់នៅនៅក្រមខ្ទមនឹងអស់រយៈពេលប្រមាណដែរ
nhưng mà đằng bàn theo về màn ngay nhưng mà sau nhưng mà bàn chỉ nằm đây phần là đây nâng bàn sầm rạp nâng bàn than để tê bị bay ngay cho có quạt nâng có cái phổ quan quạt có cái dầu bay sầm rạp cho lấy cù sa nhưng có sầm rạp cho đôi khi chứ có chơi tại đây đâu đằng chẳng ở thiên dây ấy cất ấy tê khai cái phổ ấy khơi chlo đờ tam lâu kiên chàng chàng này nhậm đây nâng khơi khai cái lư khai cái snap đằng chẳng khai cái thạc nhom nâng mình gộp bạ rồi vọt chẳng tấu nhom khai cái giờ tàu bị chun nhom tàu lớn nhom đằng tàu nào nhom chạy khai chẳng chạy chẳng để chim chẳng pin nè gọt chẳng tàu bạn ở cún nhom sông từ lọt từ này càng cày mình tích rồi xàm sơn mấy khi mà lực làng hỏi thì sầm núa xua thà ta nước biển để khăn ông bị thi ca nâng miên chấm nuôn bà màn cú hói miên nẹ đài châu ruộm nơi khăn ông bị thi ca nâng nôn nạc lá chỉ mì con rồi mùi chỉ mì cớm bà sân bà nẹ srei chăm chmú ai chỉ miệt chmú từ ông chùm nìm rẻ phòng đài. Nhóm đang ta về ngày nhóm thật tàu giờ thì nhóm từ điệp ca nhóm buổi tập về ngày nghỉ chẳng cái thà mật cha ngày nghỉ nên mày thật thơ ca tê chăm tàu tàu hàng khổ nó chăm tàu sầm mò phun khói nó mùi nhóm ta về nó có bù xôn nó có quạt nòm nhóm ta mò chân tấu mò đò lại băng khna nó có khơi ta mình pu chẳng khi mà chân thất phải chia tập cu nhóm ở bàn rồi với buổi nhóm tàu phải chia dục đại hội bạc bạc cún ta rì ca nâng nơi pil thma màn đại rì ca nâng pil dục ấy nè cừu ta nâng nông bị thi nâng miền nó là khác để châu ruộng. Đà mò nâng cái đà mò môn chẳng mò nhóm có ạc biệt bàn xù nòm cái thà ná khá ná khá nhóm ạc sủa nhóm sủa tập phùm máy áp bộ xôn nâng dù nhóm mò nhóm hãy bậc cù ná nhóm ạc bàn sủa cái phần vẫn nhóm đăng đà cái bà chung phép thả đọc cù điệp ngài nâng. Ta bù xôn nâng chia nào nè. Nâng đăng kê ná kê nạ kê đôi thà kê nạ đăng nôm kê bà chôm như nhôm đôi kê nạ mò phùm ấy chân kê bà chôm đôi thà không chân kê thấu tà nà mò nà chân kê hao tàu chân tàu khơi thà bù xôn nâng kê nạ cho làng nhật nhọp chân kê chân nhôm. Bà cún ta nó pil nong miên nó ná để kỳ lang thay những pì thi điệp ca nâng từ lang đạch nha hay miên ca đạch nha chật thế nó pil nong miền ăn cá nâng đằng ăn cá đằng chmu ấy nhầm mà score chmu pan cất bê chum cất dây bạc ca tha bong dương mình dương và đại nhà chất thà riệp chỉ cua xa ní on ọt miền thẹt chơi đen tuần nào té tàu tàu ăn cá cầm nọt cù ná mất anh tàu tàu cù nâng bờ tha bình vô té to thấy nâng co nhầm ọt đằng đây và là bờ tha ăn cá cầm nọt ơi do cù ná tàu tàu do cù nâng mòn được kinh dây than chân ta nó pin luôn miền kết khơi thả miền bom ôn nhiệt sẩn đàn ấy châu ruộng thế miền bom nhầm tàu ọt miền bom nhầm lâu nạp từng đây bên ọt bàn tàu 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 nhầm này anh ăn miền đằng thà tập điệp cù sa phong mò phum riêng khuôn ọt miền bom nà scol mai nà scol thạc côn điệp cù sa ọt đấy ọt đằng phong nhầm có ọt miền bàn thà mai nhầm điệp cù sa ngày ni ọt
อดเมียนบ้านตัวใหญ่มวยกอดมาเอาเงี้ยแปะไปอดดังเตะโยนี่โยได้จัดไอ้องกากับน็อตเอาโยจังเจโยจังเตาตามมีน่ะไปทีเซ็งๆตามไปนี่บอกทำไมยังได้อดตีខ្ញុំចូលទៅមើលទៅអត់សម្លឹងទៅមើលមុខដល់អត់មានឃើញមានអីឃើញមានតកអីគេរៀបមកគូមកគូអញ្ចឹងមកហែអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅដូចថាយកគូណាអង្គុយគូទៅទៅគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលទៅមុខអត់ឃើញមានអីផងបាទអរគុណបើតើអ្នកស្រីបានចាំទេតើពីលែរៀបការនឹងឆ្នាំណាឬមួយអាចភាពធៀបទៅរដូវអីបានទេខ្ញុំអត់ដឹងឆ្នាំណាទេខ្ញុំដឹងឆ្នាំ78ខែ8គេប្រកាសប្រាប់ថាអញ្ចឹងគេដូចថាអង្គការអ្នកប្រជុំនឹងនិយាយប្រាប់ថាឆ្នាំនេះឆ្នាំ2ឆ្នាំ78ខែ8គេប្រាប់ថាអញ្ចឹងចេះចាំទុកអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនេះអ្នក17នេះមកដឹងឆ្នាំដឹងខែថ្ងៃណាអីណាប៉ិនលឺគាត់អ្នកប្រជុំប្រាប់កំណត់យើងជារៀបគ្រួសារហ្នឹងប្រាប់ថាយើងថាអញ្ចឹងបាទអរគុណដោយសារការរៀបពីនេះបន្ទាប់ពីគេបានបញ្ជូនប្តីអ្នកស្រីទៅកាច់ពូតមិនទាន់នឹងបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងក៏ត្រូវបានរៀបចាប់ឲ្យអ្នកស្រីនឹងទៅរៀបអភិភិយតើនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរអារម្មណ៍បេះដូងខ្ញុំចង់កាំងតិចញ័រតិចមើលតែឃើញគេខ្ញុំយំអត់ហ៊ានឲ្យគេឃើញតែខ្ញុំបិទភ្នែកយំទៅឃៀទឹកភ្នែកខ្ញុំអត់ហ៊ានយំខ្ញុំចេះតែក្លាហានគេនិយាយប្រាប់ថាបដិញ្ញាចិត្តចេះស្រែងគេឯងចឹងប៉ុនអារម្មណ៍នោះវាញ័រអស់ចង់សន្លប់បន្តិចអីបន្តិចព្រោះអីថាខ្ញុំយំទឹកប្តីខ្ញុំអាចំណោះកន្លែងប្តីខ្ញុំថាចាឯងឯងមកពីម្លេចឯងមិនចេះមកដល់ពេលគេឲ្យតកាច់ពោតសោះឯងមិនក៏អត់ទៅទាញដៃខ្ញុំទាញតាញ់មកទៅក៏អូសកូនខ្ញុំអូសកូនខ្ញុំទៅទៅទៀតកូនខ្ញុំក៏វាយំវាអត់ព្រមទៅវាតាមម៉ែដល់ហើយក៏ឃើញគេប្រទៀងប្រទង់អញ្ចឹងក៏មេកងហ្នឹងក៏គេហៅប្តីខ្ញុំដើរមុខគេបាទអរគុណតើនៅពេលហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងអ្នកស្រីបានជាអ្នកស្រីមិនព្រមទៅគេថ្ងៃត្រង់បែបមកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីសមរភូមិប្រាក់កូនមកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលនេះកូនខ្ញុំនៅសាលារៀនប្តីខ្ញុំទៅយកកូនក្រោយមកពេកដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅឈរនៅឯងហ្នឹងគេចេញទៅអស់គេសួរថាចាំមិត្តចាតមិនអត់តោងគេថាខ្ញុំយ៉ាំយកកូនមកពីសាលារៀនសិនដល់គេឮខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក៏គេហៅខ្ញុំទៅសួរនឹងផែចងាយផែជា10ម៉ែត្រចុះថាចាំមកមិត្តឯងមកហ្នឹងមកធ្វើអីចុះថាខ្ញុំមកតាមគ្រូសាចាំម៉ែមិត្តឯងនៅឯណាម៉ែខ្ញុំនៅម្លេចអញ្ចឹងបើគ្រូសាមិត្តឯងមកពីយកកូនវិញមិត្តឯងកំទៅទោះបីហៅមិត្តឯងមិនក៏មិត្តឯងកំទៅអត់សោះចាំលើកហើយចាំទៅខ្ញុំបានឮគេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអព្រោះខ្ញុំទៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែនេះខ្ញុំសុំគេមកលេងម្ដាយខ្ញុំម៉ែខ្ញុំព្រោះអីគាត់ចាស់ចាស់ហើយសុំគេមកលេងម្ដងគេអត់ឲ្យមកសោះតាំងពីខ្ញុំគេប្រមូលទៅនោះណាតឹងនឹងបាទអរគុណចំណុចមួយទៀតថាមានថ្ងៃមួយនោះគឺមានឆ្លប់បាននាំអ្នកស្រីទៅកន្លែងការដ្ឋានមួយតើនៅពេលនោះមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងទេចំពោះអ្នកស្រីឬមួយមិត្តភក្តិអ្នកស្រីហ្នឹង
đó pê cái vô đó pê cái vô con sa ñom tâu chăng chênh tâu mục chăng ñom có chênh mà là cái nòm ñom đàm mình chê cái tha mật ấy nè chô tam bọ lọh ni hơ đó chô tam bọ lọh nưng tâu miên cái lại dây con châm chụp ca than dây dây châm chụp có ñom chô tơ đệ nưng tơ đệ bị nẹ con ñom 2 nẹ đó pê đệ tâu lụ phèl mần toan lụ man mà toan man lụ phong sa pa pê phèl bọ lục bntích chạp cái đào mà prup 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 sắt để chlop nhom nhom cái lấy mới khơi sắt để vô thia chlop bồn bèm nè chẳng li cả bật các lá cái li đào sum sum tố sum nô nhom chong xua tha thành nơi pil đài khi vô đây từ hồi nứng ấy nơi pil mùi nứng khi miên chlop mà nòm nè sợi từ ta pil để quay để từ nâng ta từ na đây nom nhom tàu nâng cái thẻ tha nên mất cha mất anh chăm tàu cái lạnh cả than dây dây chăm chụp tàu phụ ấy plau tàu ní khởi cái tàu tam plau nâng đăng cái nhiều tàu đây nhom tàu tam plau nâng kia buồn lòng mà phay nữa chả là nâng nhom khởi đào tôm lần mà hai chăng nhom cọt nhom mơ đây nhom mắt khởi phụ ấy nhom cọt thiên mơ nhom nực đây nhom phay sầm nua trong trời một nhóm thà tá trời pi với đại pratica cả làng nơi khnông đại nhà sầy bán chlong cát đôi chia cả ao nhà sầy bảy pi đấy hay nâng cả chặt ao ri bảy pi pi đại mình đằng luôn môn ní tá nhà sầy miền cả chui chặt ở với khắc mà đòn bảy chục bòn ní nhóm chư chạp khăn nhóm có nhóm dây phép con nhóm tha con ơi nhóm mai về tình nha nè còn tập bàn con anh tàu nấu lá riêng dù nóng cũng ấy nâng mai sạp bà đai con này đã chạy được chư chạp nóng mua không ai nóng khuôn nho trường cao đó ở ngay nâng miền rộp bẹt đồ ngoài tầng nó khơi là cả lấy cái tiền này con nhóm tàu ở đây nhóm tàu nâng trường cao đó chẳng tiền bẹt đồ của miền của ấy rõ ngay nước soi bẹt đồ mà để tới nhỏ hay chưa chật kẻ bạn xung ở quân lục thiên là khi mà chọp xung lùa bên đấy xung ở quân à quân chỉ bắt đầu nick bảo vệ các chuẩn từ năm nàng xã về nhá ngày miền tây đọc ram để tì năm nàng xã về nhá merci monsieur le président Sôm ở quân lục thiên, sôm group lục thiên lục sợi chạy cầm, chấm điểm số thiệt kỳ tự ác, chấm điểm số lục sợi đam năng rap bên này. Nhâm miên bill về lia khay na. Quelque chose à clarifier. Hắc nhâm miên sôm lục tràn đá, hắc nhâm trắng sôm lục sợi bầm plư nè. Bàn hà mùi chấm này vốn. Après. À vậy là khi nhâm mình rồi. La mort de votre mari. Cầu pi bắt đây là ba lục sợi salam. Lorsqu'on vous a demandé de vous marier, est-ce que dans un premier temps vous avez d'abord refusé? Ta đầm bông lá lục sợi ban bạc cái rồi còn. Nhóm mặt hiện bà cái thỏng, nhóm khlạch. Devant les juges d'instruction, vous avez dit dans le document E3-9790, à la réponse 82, 10 jours après l'exécution des gens de Zweiring, ils m'ont forcé à me marier, mais j'ai refusé. Et à la réponse 92, vous avez dit ceci. Si vous voulez parler de viol, j'en ai été victime moi-même une fois. Comme je refusais toujours de me marier, ils ont fini par m'envoyer en amont. Ils ont voulu me violer, mais j'ai réussi à m'en sortir. Vous parlez à ce moment-là d'une camarade, Rine. Est-ce que ça rafraîchit votre mémoire? Est-ce que vous pourriez clarifier si ce que vous avez dit au juge d'instruction est correct? Savoir que le jour du mariage, vous n'avez pas refusé, mais vous aviez dit auparavant que vous aviez refusé avant même le jour de ce mariage, de ce remariage avec votre deuxième mari. Này dễ tha này
tàu chẳng tàu mò phun cái chun tàu rục bè cái hai đạp bè ní ta thà đồng bên tàu bộ môi coi chẳng cả thà này nâng vô tàu tập pi nè mùi mật rim mật nhảy nhom nằng là hai co hang mật rim nâng tàu đây tàu tàu mình thằng kè tàu bộ tàu nhom nong coi thằng ca lại tàu bộ nhé còn tàu chẳng man đằng man sầm rái nhom mặt đằng đấy phôi cả băng tàu bộ tàu bè ní co kê màu chạp tiền nhom nhom co chụp hàng vò kê thà nhom ở sùa khuôn tê còn chạp nhom ấy phụ ấy nhom đó có cái bát sạch nhom chơi nhom thả nhom mò ở đâu nhom mặt thiên tê còn thợ bạp nhom ấy nhom lợn đài chụp cái nó có cái chlop nó có cái ăn khổ ở nhom chân tàu Cet épisode a-t-il eu lieu juste avant votre mariage avec votre second mari? Vous avez dit oui, mais moi, ma question était de savoir si c'était avant votre remariage, donc c'était avant ou après. Quand je suis arrivé, mấy bố có căn đạp bộ xoay riêng nâng sát đầm mật nà ri tặng ốc mà bộ nhầm căn nâng mà phê nè cho nhầm thà chân cho đó bê căn đạp tấu đó hay có khỉa nâng nè đôi thà sko khó khỉa thà mà anh màn nè mà căn đạp nhầm chân thà ôn ơi ôn ơi nhầm dây tam bộ bọt nhầm bè bọt thà kê xả lạp đây xả lạp ấy chân thà ốc tê này mà anh đang thở rô hào nhầm mai bà nà nhóm bọm bê lê bên kê vô thơ đôi thà anh ấy bà thà tấu tấu tặng ốc khỉa mà bà bê nó có cái chặt cầm lăng thả tàu mà đón pram nè đón buôn nè đón bến tàu ở lý D'accord, je vais me concentrer sur votre mariage d'abord. Savez-vous ce qui a décidé vos supérieurs où les autorités sur place, donc dans le district de Bakan, a organisé votre remariage si rapidement après l'exécution de votre mari, qui était Khmer. Pourquoi semble-t-il important pour les autorités d'organiser ce mariage et que vous ne restiez pas veuve longtemps et que votre nouveau mari veuve également se remarie à ce moment-là? Est-ce que vous savez pourquoi? ลูกดังลูกใส่ดังได้ถ้ามูลหายได้บ้านจะแกเอาลูกใส่เรียบกามาดองเตียดเพลียมเพลียมกลายไปได้ลูกใส่สลับเพลียมเนาะย้ำเคยตาประสนนั่งกอดหนักหาวเต่าเต่าเรียบกานั่งมองกระทาเต่าเรียบกาบังคณานั่ง Merci. Lors de la cérémonie, vous avez dit qu'il y avait un représentant de l'ANCA. Est-ce que ce représentant vous a fait comprendre que vous deviez consommer le mariage? Donc, dans les termes de l'époque, bien vous entendre avec votre mari. Oui, je vous remercie. J'objecte à la manière dont monsieur Coupe-Procureur a posé sa question. C'est son interprétation de dire que bien vous entendre avec votre mari signifie consommer le mariage. C'est quelque chose que nous avons entendu souvent, mais je vais reformuler. Est-ce que les autorités présentes à la cérémonie qui représentaient le blanc car vous ont fait comprendre que le mariage avec votre nouveau mari. L'Oxray traite à Rome de Ney, Jemouin, Pday, Tmay, Dan, Ripka, Nepé, Ventay, Tietnité.
miền cầm lăng cầm hay ấy phong bên mình hiền tha đấy bên đại nhà chơi tập sài tập đại nhà tiệc đại những tiệc tiệc đại kia chân tông Est-ce que le représentant de l'Ankar a dit pourquoi il fallait que les couples produisent autant d'enfants que possible? Dans quel but? Chỉ phép bàn bò bồ hay tớ bây bàn bò bố bò khom bò chả nạp mà ngay phải ám phôn cầm nọt ôi thấy nâu đặc khơi như hôn tập bò hay bốt hay tớ lộn chẳng ọt đăng đây nhằm ọt đăng đây ọt đây bàn bài hộp phò chỉ phép À part votre mariage, y a-t-il eu d'autres mariages? Je vous pose cette question parce que dans le document D22-252-1, à la page en anglais 00546329, il y a un résumé qui vous propose ceci en anglais. There was also the forced marriage of young people. And then they were taken to be killed about 20 days after the marriage. Est-ce que vous vous souvenez de cela ou d'avoir parlé de cela? Nâng nhom đang đặt phôn thay nhom về nô con dự bàn vấn về cái ao hiệp ca môn cái giờ tôi sẽ làm cho nâng cái hiệp ca cô sa về đằng phần màn cú vấn đặt phôn thay nhom về từ hiệp ca cái giờ từ hiệp ca đọc về về máu về ăn cho thầm này tôi về về từ tu từ tia tôi về đằng chìm mạch ấy mạch nhom có ăn bàn tam đàn về buổi về nó ăn cái phép mũi khné đấy để chết khné đấy phần đội nhóm mặt hiền tam đàn với thà nhóm chơi thà ôn ơi ôn này không có sáng khuôn tàu chơi chơi nhóm chơi về phải về chờ chẳng tới đó hay có mình to tập mục tiết không đằng về chẳng mấy cái vô tập bạt off chẳng tới có ôn nhóm ôn lại nhóm cái vô tập bạt off hỏi chỉ là tàu bay chơi cho lo Je voudrais maintenant revenir à votre premier mari et à sa famille. Quel âge aviez-vous quand vous êtes marié à lui, c'est-à-dire Sien Yan, et à peu près combien de temps avant l'arrivée des Khmer Rouges en 1975? Vous avez dit que votre mari était Khmer Krom ainsi que toute sa famille qui s'était installée depuis longtemps dans la région. Votre mari, sa famille ainsi que tous les Khmer Krom du district de Bakan, est-ce que vous savez s'ils se considéraient comme Cambodgiens ou comme Vietnamiens? ខ្មែរក្រោមឬក៏ជាវៀតណាមខ្មែរក្រោមពួកឯងគាត់មកកើតខ្ញុំអត់ដឹងប្រវត្តិឪខ្មែរខ្ញុំយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំគាត់កើតក្នុងភូមិរុងប្រកបក្នុងហ្មង
Est-ce qu'il avait des documents d'identité cambodgien ou pas? Ta kot mien ai ka sa do chi atak sinyan ban khmae te. Ot mien te ke wai chaol ke dang bat tana os nyom mien mien ta nyen ban ta som bai ta kada sai ti ko khmien chuom khluon. Ban dang khu sa nyom nu khmae krom. Alors tous ces Khmer Krom qui avaient été rassemblés, vous avez dit à la, si je ne me trompe pas, à la coopérative de Knar Chutong, d'après les Khmer Rouges. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis obligé d'intervenir à nouveau parce que je vois que M. le procureur se dirige sur la question des Khmer Krom et je vous rappelle qu'elle ne fait pas l'objet du procès de Bardeux. Et en conséquence, je vous objecte parce que M. le procureur continue sur cette ligne de questionnement. Si je peux répondre, d'une part, c'est important pour ជាការសំខាន់សម្រាប់ដើមដឹងរបស់វេននេះដែលគាត់បានបាត់បង់ប្តីរបស់គាត់និងដូនរបស់គាត់ជាហើយបានខ្ញុំចង់សួរដឹងថាតើខ្មែរក្រហមយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះក្រុមជនជាតិខ្មែរក្រហមនេះដែលចង់អាក្យូសេតាគេថាសំដៅនោត្រដែលប្រកបដោយវៀតណាមដែលគាត់និយាយថាវៀតណាមឬក៏ជាប់នឹងនេការវៀតណាមឬក៏យ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំគិតថាសំណួរនោះមានសារៈសំខាន់ហើយមានភាពពាក់ព័ន្ធលោកប្រធាន Bonjour à tous, et si je peux me permettre une précision parce que j'ai relu les décisions de la Chambre sur la question des Khmer Krom avant le témoignage de cette partie civile. Je pense que la Chambre a été claire et que la défense a, je pense, mal interprété les décisions de la Chambre. Si je me réfère au document E1-262, ainsi qu'au document E1-304, dans lequel la Chambre a énoncé ses décisions orales. Elle indique ceci. Elle a indiqué d'abord le 12 février 2015 que la Chambre aura à se prononcer sur ce qui doit être considéré comme faisant partie du groupe des Vietnamiens, à savoir si les Vietnamiens de nationalité vietnamienne ou si ceux qui étaient perçus en tant que Vietnamiens. Et donc elle indique que la question des Khmer Krom sera pertinente dans ce cadre-là. Et lorsqu'elle a rendu sa décision le 25 mai 2015 sur la question des Khmer Krom, E1-304, elle a indiqué, et je vous cite, les éléments de preuve concernant les Khmer Krom peuvent néanmoins être pertinents au regard d'autres questions entrant dans la portée du deuxième procès dans le cadre du dossier numéro 2, par exemple le contexte historique et politique de l'affaire ou d'autres crimes allégués entrant dans la portée du procès et dont certaines victimes seraient des Khmer Krom. La seule question que la Chambre a exclue de ce procès, c'est la persécution ou le génocide des Khmer Krom comme groupe distinct. Mais le reste des preuves est parfaitement admissible et entendable devant cette Chambre. Donc, persécution des Khmer Krom comme groupe spécifique, non. Génocide des Khmer Krom comme groupe spécifique, non. Il n'en demeure pas moins que la Chambre doit entendre et peut entendre des témoignages sur les Khmer Krom. Donc, aucune des décisions que vous n'avez rendues n'empêche les témoins, les parties civiles ou les C'est en tout cas ce que nous comprenons très clairement des deux décisions orales que vous avez rendues sur ce sujet. Mr. President, if I may respond, I believe the decision of the Chamber in respect of the targeting of Khmer Krom people is crystal clear. In fact, civil parties
lead pro lawyer is making a request to reconsider your decision. There are no new circumstances to do so. So I think the decision is clear and should stay clear. Also for our client, he should know whether he should defend himself against charges of targeting the Khmer Krom. In addition, I don't understand the argument. As a matter of example, Yang Seri himself was Khmer Krom. How does the nationality or the fact where someone comes from tied into the accusation of targeting the Vietnamese, because that is what is in the scope, trying through a backdoor to get the alleged targeting of the Khmer Krom in the backdoor of the persecution of the Vietnamese, especially at this late stage of the trial proceedings. Just avant peut-être que notre consoeur intervienne, je ne sais pas si j'étais mal traduite, mais je ne sais pas si j'étais mal traduite. Oui, Monsieur le Président, peut-être pour compléter mon objection de départ et pour soulever un point de droit qui nous tient à cœur du côté de l'équipe de Pompon. Tout au long des débats devant cette chambre, on a systématiquement eu une question, des questions récurrentes sur la question de la pertinence quand les choses ne sont pas comprises dans le champ du procès 02-2. Souvent, on a eu ce débat devant cette chambre en disant que nous sommes devant une chambre d'inspiration romano-germanique, en tout cas qui est saisie par une ordonnance de clôture avec des faits très précis, avec un renvoi devant cette chambre sur des faits précis, avec une ordonnance d'injonction qui précise des faits particuliers. Et là, je dois dire que d'un point de vue juridique, il va falloir qu'on tranche cette question parce que ça va avoir une incidence sur ce sur quoi on va devoir se défendre lorsque nous allons écrire nos conclusions finales. Cette question de la pertinence d'éléments qui ne sont pas compris dans le champ du procès ou qui ne sont pas le résultat du crime poursuivi dans le cadre de l'ordonnance de clôture. Donc, c'est un point que je mets en avant précisément sur la question de Khmer Krom, mais qui est valable aussi sur d'autres éléments. Et là, je pense que nous avons un point juridique extrêmement contentieux pour la suite et sur les conclusions finales. Monsieur le Président, si je peux répondre. D'abord, je n'avais pas encore posé la question. Et je pense que ce type d'objection, avant même qu'une question ne soit posée, ne devrait pas être acceptée. Deuxièmement, la question de savoir si, du point de vue des Khmer Rouges, les Khmer Krom, dans ce district, étaient considérés ou non comme les Vietnamiens, fait en sorte qu'elle est pertinente et fait en sorte que ça peut rentrer dans les éléments du crime de génocide des Vietnamiens. Il s'agit d'adopter le point de vue des Cambodgiens démocratiques et pas seulement le point de vue de la victime ou de son statut. Cette question faisait l'objet notamment dans votre première décision, vous en avez parlé, et c'est une seule question que je vous ai posée et je veux savoir simplement de la part de la participante si elle sait ou non comment ils étaient considérés du point de vue des Khmer Rouges. C'est une question que je demande de pouvoir la poser. Je vais vous donner un peu de temps. Voilà, la question. La question est. Eh bien, je vous pose tout de même cette question, j'imagine. Attendez. Je veux pas.
Justement, j'allais poser la question. Donc, les Khmer Krom qui ont été rassemblés à la coopérative de Khmer Totung, dont votre mari et l'ensemble de votre famille. Est-ce que vous savez, selon le point de vue des Khmer Rouges, comment ils étaient considérés? Est-ce qu'ils étaient considérés comme des Cambodgiens? Est-ce qu'ils étaient considérés comme des Vietnamiens? Et plus que cela, de quoi les accusait-on? De quoi les soupçonnait-on à l'époque? Mr. President, I object to this question. This is such a wrong question on so many levels. ថាបរិញ្ញារងអន្តរជាតិចប់ហើយអញ្ជើញបុគ្គលវេទិកាជូនទៅមេធាវីការពារក្តីនួនជា សូម អរគុណ លោក ធាន សូម គោរព អង្គ សាណាការ ទាំង មូល សូម ជម្រាប សួរ លោក ស្រី ដើម ដឹង រដ្ឋ ប៉វិនី ខ្ញុំ ឈ្មោះ លីវ សវណ្ណា ជា មេធាវី នៅ ក្នុង ក្រុម ការពារ ក្តី លោក នួន ជា ខ្ញុំ មាន សំណួរ មួយ ចំនួន សួរ លោក ស្រី ព្រឹក នេះ ទី 1 ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ពី ការ រៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ ទី 1 របស់ លោក ស្រី លោក ស្រី បាន ឆ្លើយ ថា លោក ស្រី រៀប ការ ឆ្នាំ 1971 អញ្ចឹង ពេល នោះ តើ លោក ស្រី មាន អាយុ ប៉ុន្មាន ដែរ ខ្ញុំ អាយុ 15 ឆ្នាំ ពួកអី ម្ដាយ ខ្ញុំ គេ ចិត្ត ថា ដោយ ថា គេ ចិត្ត ចាប់ មិត្ត នារី ហើយ ម៉ែ ខ្ញុំ ក៏ គាត់ ខ្លាច ដល់ ពេល គេ ចូល សួរ ទៅ ក៏ រៀបចំ ឲ្យ ខ្ញុំ យក គ្រួ សារ អញ្ចឹង ទៅ បាទ តើ ការ រៀប ការ របស់ លោក ស្រី នឹង វា កើត ចេញ ពី ការ រៀប ចំ របស់ ឪពុក ម្ដាយ ឬ មួយ ក៏ ជា ការ សម្រេច ចិត្ត របស់ លោក ស្រី ផ្ទាល់ ឪខ្ញុំផងម៉ែខ្ញុំផងក៏សម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំអីបានស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ព្រមព្រៀងការឲ្យខ្ញុំតតើលោកស្រីស្គាល់ប្តីលោកស្រីទេមុនពេលលោកស្រីរៀបការនោះហើយបើស្គាល់ស្គាល់ប្រហែលឆ្នាំមុនប្រហែលខែមុនពេលរៀបការដែរទេខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរដែរហើយពួកឯងគាត់នៅដូចថាបងយកបងប៉ិនម្ដាយខាងប្រុសហ្នឹងខុសគ្នាខ្ញុំបងខ្ញុំក៏យកបងខ្ញុំក៏មកយកបងយាយហ្នឹងប្រុសមកយកបងខ្ញុំស្រីហើយដល់ខ្ញុំស្រីទៅយកប្អូនថ្លៃបងយាយហ្នឹងប្រុសណែរឿងហ្នឹងប្រុសបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយដែលលោកស្រីសហប្រាជ្ញាបានសួរប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានឆ្លើយច្បាស់លោកស្រីបានឆ្លើយថាលោកស្រីមិនបានប្រកែកទេគឺថ្ងៃនោះគឺគេឲ្យលោកស្រីទៅរៀបការគឺលោកស្រីរៀបការប៉ុន្តែយោងទៅលើចម្លើយរបស់លោកស្រីនៅក្នុងកំណត់ហេតុជាមួយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺឯកសារ E3/97/90 ត្រង់សំណួរទី93គេសួរថាពេលនោះស្រីឆ្លើយថានៅពេលនោះខ្ញុំទៅជាមួយនឹងមិត្តរៀនដោយសារខ្ញុំបដិសេធថាខ្ញុំមិនរៀបការបន្ទាប់មកគេនិយាយថាមិត្តឯងមិនរៀបការអញ្ចឹងគេនឹងបញ្ជូនទៅខាងលើអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរថាតើលោកស្រីមានបានប្រកែកទេពេលដែលគេឲ្យលោកស្រីរៀបការព្រោះចម្លើយនេះឃើញថាវាផ្ទុយពីចម្លើយរបស់លោកស្រីខ្ញុំប្រកែកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាំងខ្ញុំខ្លាចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទស្សនភាពថាខ្ញុំប្រកែកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទៅព្រមយកអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកែកនឹងមុខមិត្តរិនខ្ញុំប្រកែកប៉ុន្តែដល់ហើយមិត្តរិនក៏ថាមិត្តឯងប្រកែកអត់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្រមក៏ទៅទៅអញ្ចឹង
ta mệt rên nâng quạt miên tu rồi tì dây đáy mệt rên nâng. Mệt rên nâng cần nạ xa mò phùm. Nhóm đăng đăng cần nạ mò phùm bần đăng cọt. Thơ khang ấy nhóm đăng ở bần lư ta ong gặp hiếp nhóm nâng cái hào thả. Mệt rên nâng cần nạ xa mò phùm. Ta lục xây squal mật rân nâng miên phà mà nẹ đấy, nè khăn ông ông hiệp lục xây rưu gần đây khăn ông xạ co lục xây nâng miên mật rân nâng phà mà nẹ đấy, lục xây squal mà nẹ đấy. Nhâm squal ta mật rân nâng mùi nâng, phù ấy nhâm kê chả liệt tàu tàu nâu nà tấng nhâm áp sâu squal kê phóng nhâm phù ấy nhâm tâm tàu nâu. ចុះលោកស្រីឆ្លើយមុនហ្នឹងថាមិត្តរិនដែលត្រូវឆ្លោបម្នាក់ដែលគាត់នាំទៅថាទៅលោកស្រីគិតថាទៅរំលោភហ្នឹងមិត្តរិនហ្នឹងឲ្យមិត្តរិនដែលលោកស្រីកំពុងតែនិយាយហ្នឹងជាមនុស្សតែមួយឬមួយយ៉ាងម៉េចមែននឹកតែមួយតែឆ្លោបហ្នឹងឆ្លោបផ្សេងនេះមិត្តរិនផ្សេងឆ្លោបផ្សេង ឆ្លប់មកនាំខ្ញុំទៅថាដោយថាទៅនឹងគេថាយកតាណាទេប៉ុន្តែបដាខ្ញុំទៅជាមួយមិត្តរីមមួយមិត្តរិននឹងគណៈសមាភូមិមិត្តរីមគ្នាខ្ញុំពីម្សិលមិញលោកស្រីបានឆ្លើយថា គេថាបើសិនជាយើងមិនព្រមរៀបការគេនឹងបញ្ជូនតែធ្វើការនៅខាងលើអញ្ចឹងពាក្យបញ្ជូនតែធ្វើការនៅខាងលើហ្នឹងគឺលោកស្រីបញ្យលមួយធ្វើការអីនៅខាងលើហ្នឹងអត់តាន់បានបញ្ជូនទៅផងប៉ុន្តែគេថាបើមិត្តអីអត់ព្រមព្រៀងគេបញ្ជូនទៅលើគេប្រាប់តែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងគេថាទៅណាមកណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថា មើលតែគ្រូសាខ្ញុំមុនគេថាទៅកាច់ពោតមិនទៅកាច់ពោតលេងយកគ្រូសាខ្ញុំទៅចម្លាប់ចោលដល់ពេលខ្ញុំអត់យកគ្រូសាខ្ញុំគេថាបញ្ជូនទៅលើខ្ញុំអត់ដឹងតើណាគេថាទៅលើថាតាមគេចឹងទៅដើម្បីរំលឹកការចងចាំរបស់លោកស្រីខ្ញុំសូមដកស្រង់ឯកសារលេខ 3/93/93ត្រង់សំណួរទី93គេបានសួរលោកស្រីថាក្រោយគេពេលដែលគេបង្ខំលោកស្រីឲ្យរៀបការហើយលោកស្រីបដិសេធ តើគេបានធ្វើអ្វីចំពោះលោកស្រីលោកស្រីបានឆ្លើយថាគេបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅធ្វើការនៅខាងលើជាមួយនឹងរិនសំណួរទី96គេសួរថាតើបញ្ជូនលោកស្រីទៅធ្វើការខាងលើកន្លែងណាចម្លើយ96របស់លោកស្រីឆ្លើយថាគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅធ្វើការនៅព្រែកជីកអញ្ចឹងតើលោកស្រីចាំបានចម្លើយរបស់លោកស្រីទេ ខ្ញុំ បាន ផ្លេច ខ្លះ ហើយ ព្រោះ អី ខ្ញុំ ចាស់ ហើយ ខ្ញុំ វា មាន រោគ បេះ ដូង ផង វា ភ័យ ផង ខ្ញុំ អត់ សូវ បាន នឹក នា ទេ ព្រោះ អី ខ្ញុំ វា វល់ រក ស៊ី បាន គ្រួ សារ ក្រោយ នេះ ក៏ គាត់ ចាស់ ញ៉ាំ មួយ ខ្ញុំ ក៏ ខំ តរក ស៊ី អញ្ចឹង អត់ បាន នឹក នា ដូច ថា គ្មាន អារម្មណ៍ ដល់ ពេល ថា នេះ ទៅ បាន អត់ នឹក ឃើញ ផ្លេច អញ្ចឹង មក តា ពេល នេះ លោក ស្រី មាន រំលឹក ថា លោក ស្រី ធ្លាប់ បាន បកែក ហើយគេក៏ឲ្យលោកស្រីទៅធ្វើការនៅព្រែកជីកតើលោកស្រីនឹកឃើញចំណុចនេះទេទៅធ្វើការប្លាយប្រែកជីកមានជាន់រហាត់ទឹកធ្វើស្រែប្រាំងកដាលយប់ឡើងហាងទៅទប់កដាប់កដាប់មកពីវាលពាំងដែរអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាចុះក្នុងប្លាយប្រែកជីកនឹងចុះទឹកធ្វើកអញ្ចឹងទប់កដាប់ស្រង់ដាក់ទៅលើភ្លឺប្លាយទុកសម្រាប់យកទៅស្ទូង នៅប្លាយប៉ៃជីងហ្នឹងលោកស្រីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយមិញសំណួរខ្ញុំសួរថាលោកស្រីធ្លាប់បានប៉កែកមិនព្រមរៀបការម្ដងតើរឿងនេះពិតប្រាកដដែរឬទេខ្ញុំប៉កែកបានតែលក្ខកំបាំងដែរខ្ញុំអត់ហ៊ានពេញមុខខ្ញុំខ្លាចដែរព្រោះអីខ្ញុំតែប៉កែកអញ្ចឹងក៏ចេះថាប៉កែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែតោចេះតែនៅតោអញ្ចឹង បើថាឲ្យប្រកែកពេញហឹងមកខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រកែកទេព្រោះអីមកជំនាន់ហ្នឹងដឹងស្រាប់ថាប្រកែកអត់បានអញ្ចឹងហ្មង
ទៅនៅក្នុងកំណត់ហេតុយកចម្លើយរបស់លោកស្រីហ្នឹងលោកស្រីបានឆ្លើយថាលោកស្រីប៉កែកហើយក្រោយពីលោកស្រីប៉កែកគេក៏បញ្ជូនលោកស្រីទៅធ្វើការនៅខាងលើគឺគេបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅព្រែកជីកអញ្ចឹងតើរំលឹកការចងចាំរបស់លោកស្រីទេថាលោកស្រីធ្លាប់បានប៉កែកហើយគេបានបញ្ជូនលោកស្រីទៅធ្វើការនៅព្រែកជីក đôi nhom vậy mình em tha phụ anh nhom về miền tàu không nhom bàn plek khla hay khla co nhom mặt bàn tròn chạm nhom tròn chạm ta cái này na đây tha khuôn nhom cũng tót khăng ô đây nhom tàu bay trâu được tha đây chân ô tê nhom nhom nực hơn tập bàn năng đo tha về anh về chân nhom mặt bàn chạm phòng phụ anh nhom về lộng bớt chư lăng co thằng ngầu mặt miền bài hộp tê miền tập bò tê mà ដើម្បីរំលឹកការចងចាំលោកស្រីខ្ញុំសូមដកស្រង់ឯកសារដដែលគឺ E3/97លោកស្រីលោកស្រីបានឆ្លើយថាចាគេបានមកខំខ្ញុំដំបូងខ្ញុំប្រកែកប៉ុន្តែក្រោយមកយូរយូរទៅមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំចេះតែអង្វរឲ្យខ្ញុំរៀបការហើយខ្ញុំចេះតែភ័យខ្លាចអំពីសម្បត្តិភាពខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំយល់ព្រមរៀបការ អញ្ចឹងតើលោកស្រីចងចាំទេថាការយល់ព្រមរៀបការរបស់លោកស្រីនឹងតាមការអង្វរកររបស់មិត្តភក្តិលោកស្រី បានអង្វរករខ្ញុំចឹងមានថាមិត្តចាតអើយមិត្តឯងណែឯងយល់តើអើយកុំអោយតតថ្លៃអីវល់វល់ខ្លាចណាស់យើង mình đang từ mục tiêu đang giang mạch tới nào mỗi ai miền côn phong chết ta vô tàu còn ôi nè thẹ chết anh chăng to thay chăng bán tê mất cha lại vô tàu mất thẹ nhâm còn luôn lôm dây vò nhâm tha chăng anh đang thơ mạch ta vô ta mà anh có thể vô tàu chăng lúc xây xâm ra chất riêng ca ở đây tí phí đòi miền càng vò có bỏ mất thẹ lúc xây tại chăng trầm trời đi តាមតឡងតាមមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីនឹងគាត់ឈ្មោះអីដែរមិត្តភក្តិខ្ញុំវាច្រើនឈ្មោះហងរមក៏មានហងម៉ាក់ក៏មានឈ្មោះមិត្តរីមក៏មានឈ្មោះមិត្តប៉ាតក៏មានបាទមិត្តភក្តិដែរអង្វរកលោកស្រីនឹងអ្នកណាមួយដែរបាទ ខ្ញុំ ស្ដាប់បាន និយាយ មិញ បាទ ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា មិត្តភក្តិ ដែល លោក ស្រី ថា ដែល ជា អ្នក អង្វរក លោក ស្រី ឲ្យ រៀប ការ ទៅ នឹង តើ គាត់ ឈ្មោះ អី ដែរ ឈ្មោះ មិត្ត រីម បាទ សូម អរគុណ លោក ស្រី សូម អរគុណ លោក ប្រធាន ខ្ញុំ អស់ សំណួរ បាទអរគុណនៃចុងក្រោយបុគ្គលវេទិកាជួនទៅមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំមានសំណួរខ្លីមួយតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាដែលលោកស្រីរៀបការលើកទី 2 នៅពេលសវនកម្មម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីថាក្រោយពីគេយកប្តីអ្នកស្រីបាន 4-5 ថ្ងៃអ្នកស្រីក៏ត្រូវគេឲ្យរៀបការជាលើកទី 2 ទៀត អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើរយៈពេលនេះ 4-5 ថ្ងៃឬមួយក៏មានរយៈពេលខុសពីនេះ ?4-5 ថ្ងៃយកទៅសម្រាប់ពួកកម្មនៃខ្មែរក្រមនឹងប្រមូលយកទៅអស់អញ្ចឹងទៅបាន 4-5 ថ្ងៃមិនទាន់នឹងបាត់យំស្រួលហងក៏យកយើងទៅរៀបគ្រួសារអញ្ចឹងទៅ បាទប៉ុន្តែក្នុងឯកសារ E3 6451 អ្នកស្រីត្រង់ទំព័រ ខ្មែរ 00546324
khi mà bạn rồi chỉ biết sao anh lấy thế. Council, please repeat the ERN. The translator didn't get it. Bác chấm bộ ERN nhưng anh bạn là tôi thế, xong lúc mình chạy lang vĩnh. Là xong mình chạy lang vĩnh, xôn xôn, hà sập bún, học sập bấy mà phải buồn, chỉ phía xa khmer. Hãy chấm rồi phía xa anh lấy nâng bằng tam cõi. Chấm xong đọt sóng. ក្រោយពេលវាសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំបាន20ថ្ងៃគត់សហគរបានបង្ខំខ្ញុំឲ្យការប្តីថ្មីមួយទៀតសូមចាប់ក៏ដកស្រង់បាទលោកស្រីចាំបានទេនេះជាសម្តីអ្នកស្រីទេដែលនៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថា 20 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែនៅពេលនៅអ្នកស្រីឆ្លើយពីម្សិលមិញហើយនឹងអំបាញ់មិញនេះថា4-5 ថ្ងៃអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមានភាពខុសគ្នាបែបនេះពួកឯងក៏នឹងខ្ញុំក៏វាមិនបានកត់ដែរខ្ញុំដូចថាបើឆាប់ពេកខ្ញុំស្មានខ្ញុំស្មានក្នុងចិត្តខ្ញុំថាប្រហែលជា 4-5-6 ថ្ងៃអញ្ចឹងពួកឯងវាទៅតែយកទៅឆ្លាប់យកទៅវាយយកទៅច្រឡប់នឹងអត់តាន់បាន ញ៉ៃទៅអត់តាន់បានអត់តាន់ភ្លេចកាជាផងរៀបកូសាខ្ញុំហ្មងខ្ញុំក៏អត់បានកត់ថ្ងៃខែខ្ញុំស្មានក្នុងចិត្តខ្ញុំបាទអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកស្រីមិនបានចាំច្បាស់ពីពេលវេលាពិតប្រាកដទេតែអញ្ចឹងទេ ពួកឯងខ្ញុំអត់បានចាំច្បាស់ទេពួកឯង ខ្ញុំ វា វល់ ខំ ធ្វើ ការ ងារ ហឹង ណា មួយ ឈឺ ហឹង អី ហឹង អត់ សូវ មាន កម្លាំង ខ្ញុំ អត់ មាន អារម្មណ៍ ថា ព្រោះ ខ្ញុំ ចេះ តែ ថា បាន ផែ 3 4 5 ថ្ងៃ ចឹង ចាស់ ខ្ញុំ ថា ចឹង ពិត ប្រកប ហ្មង ព្រោះ អី វៃ ចោល យក ប្តី ខ្ញុំ ទៅ ដើម ខែ 8 មិន តាន់ ដឹង ដឹង បាន ងាន ថ្ងៃ ហឹង យក ខ្ញុំ ទៅ រៀប គូសា ទៀត អី បាទ ប៉ មុន នេះ បន្តិច អ្នក ស្រី បាន ឆ្លើយ ជាមួយ នឹង លោក មេធាវី របស់ លោក ឌួន ជា ថា លោក ស្រី បាន បកែក ហើយ មាន រយៈ ពេល មួយ នោះ គឺ មិត្តភក្តិ របស់ អ្នក ស្រី បាន និយាយ លួងលោម អ្នក ស្រី ទៀត ថា ឲ្យ រៀបការ ទៅ អញ្ចឹង បែរ ថា វា មាន រយៈ ពេល ដែល អ្នក ស្រី ដក ឃ្លា បន្ទាប់ ពី ការ ជួន ដំណឹង ថា ឲ្យ រៀបការ និង រយៈ ពេល ដែល អ្នក ស្រី សម្រេច ព្រម រៀបការ តើ អញ្ចឹង ទេ ខ្ញុំ ក៏ បាន ចាំ ច្បាស់ ដែរ ខ្ញុំ បាន ភ្លេច ខ្លះ ហើយ ព្រោះ អី វា វល់ ខួរ ក្បាល ខ្ញុំ វា អារម្មណ៍ ខ្ញុំ ខ្មួល ខ្មាច់ ដឹក ដើម ធ្រូង ខ្ញុំ នឹង វា បុក អស់ ហើយ ញ័រ អស់ ហើយ ខ្ញុំ គ្មាន បាន ថា គិត ខែ គិត ថ្ងៃ ទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ចាំ បាន តែ ម្ដង ម្ដង អញ្ចឹង បាទ សូម អរគុណ លោក ប្រធាន អំបញ្ញ មិញ ខ្ញុំ ថា ខ្ញុំ នឹង ជម្រាប ជូន ពី លេខ ERN ជា ភាសា បរទេស ប៉ុន្តែ អត់ មាន ឯកសារ ជា ភាសា បរទេស ទេ ដូច្នេះ អត់ មាន លេខ ERN នឹង ទេ មាន តែ ភាសា ខ្មែរ បាទ សូម អរគុណ ខ្ញុំ អស់ សំណួរ លោក ប្រធាន បាទ អរគុណ សូម អញ្ជើញ លោក ស្រី អង តាគីសេ Merci, Monsieur le Président. Je n'ai que quelques brefs questions. Bonjour, Madame la Partie civile. Je voudrais vous poser une question de clarification. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'à un moment, pendant le Kampuchea démocratique, vous avez été chef d'unité. Est-ce que vous pouvez indiquer qui vous a confié ce poste et qui était votre supérieur direct lorsque vous étiez chef d'unité ? ខ្ញុំ អត់ បាន ធ្វើ មេកង ទេ ឲ្យ ខ្ញុំ យក ធ្វើ មេពួក មេពួក នោះ វា ទូ ជាង មេកង ឆ្ងាយ គេ សម្រាប់ ថា ដោយ ថា ទៅ មកពួក មកពួក ចឹង យក ទៅ ទាំង អស់ គ្នា ចឹង ហ្មង គេ ឲ្យ ខ្ញុំ ធ្វើ មេពួក ព្រោះ អី ខ្ញុំ លក្ខណៈ 17 គេ អត់ បាន ធ្វើ មេកង ទេ ដូច ខ្ញុំ ជម្រាប ចឹង Je suis désolé de l'erreur que j'ai faite. Qui vous a demandé d'être chef d'équipe et qui était votre supérieur direct?
ទៅនៅនឹងខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះគេខ្ញុំភ្លេចអស់ខ្ញុំអត់ដូចថាខ្ញុំអត់នឹកឃើញហ្នឹងហ្មងខ្ញុំបើថាធ្វើមេពួកខ្ញុំដឹងធ្វើមេពួកហ្មងការនឹងដឹងអ្នកណាមិត្តណាទៅចាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានចាំ Ma question est de savoir, une autre question, est-ce que pendant la période du Kampuchea démocratique, en dehors de votre supérieur direct, éventuellement des responsables de votre commune, est-ce que vous aviez connaissance de qui étaient les responsables au niveau de votre région, votre district, etc. Est-ce que vous aviez des contacts avec des personnes autres que les responsables locaux directs avec lesquels vous travaillez? គាត់ប្រជុំដោយថាឲ្យទៅធ្វើការងារអីបដិញ្ញាចិត្តអីឲ្យសម្រេចផែនការដាក់ការងារអីឲ្យសម្រេចផែនការចឹងហ្មងឆ្នាំតែឃើញប្រមៃហ្នឹងគាត់ឡើងប្រជុំញឹកញាប់ជាងគេ Et pour être bien clair, en dehors de ces deux personnes, vous ne connaissiez pas les responsables de la localité à leur niveau supérieur. Quand vous utilisez le terme Khmer Rouge, à qui est-ce que vous faites référence? Est-ce que c'est à ces deux personnes en particulier ou est-ce que vous parlez d'autres personnes? Et ma dernière question, est-ce que les chefs d'unité, vous les considériez comme des Khmer-Rouges? Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. ហើយអាចារ្យអីចុងក្រោយនេះមានអីថ្លែងរៀបរាប់សង្ខេបចុងក្រោយដែរទេខ្ញុំគ្រាន់រៀបរាប់ថាដូចប្តីខ្ញុំខ្មែរក្រមអញ្ចឹងដូចអត់មានទោសមានអីយកគ្នាទៅលុតដំហើយក្តាប់តាំងពីបលាយបែកជីម្ដងព្រះកូនអញ្ចឹងខំសម្រេចផែនការឲ្យហេតុអីបានយកប្តីខ្ញុំអូសដែរអូសជើងយកទៅគ្នាទៅសម្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំ គូឲ្យឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំមិនដឹងប្តីខ្ញុំណាស់លោកអើយលោករកឲ្យព្រៀបប្រមាណទេញាប់ញ័រអស់ហើយខ្ញុំឃើញដេកទៅប្រយុទ្ធមិញក៏នឹកឃើញទៅប្តីខ្ញុំនៅពីមុខដូចនៅពីមុខខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំមកឡើងចលាក្តីខ្ញុំនឹកឃើញដូចស្រស់ស្រស់នំភ្នែកឃើញដូចគាត់នៅរស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំអស់ច្បាស់ហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង បាទអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះសកម្មភាពស្ដាប់ស្ដីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនានិងពិចារណាកម្មរបស់លោកស្រីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអង្គជំរះអរគុណលោកស្រីហើយជូនពរលោកស្រីមានសុខភាពល្អជួបតែសំណាងល្អបានដឹកសុខដឹកចម្រើនឥឡូវនេះលោកស្រីអាចវិលត្រឡប់ទៅ
ដែលកាន់ដំណើរឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកស្រីមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយអញ្ចឹងអរគុណលោកបុណ្យលំហួរហើយសម្រាប់ការស្ដាប់ទៅខែកម្មដែលថ្លៃរៀបរាប់ទុកសោកវិធានារបស់ដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីរូបនេះបានចប់ហើយអញ្ចឹងលោកអាចសម្រាប់បានហើយហើយឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអរមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10:05 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ចុះ